Chiều ngày 27 tháng 3 năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024. Trong 3 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế xã hội của huyện tiếp tục phát triển, công tác quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chăm lo. Nổi bật đó là huyện đã tổ chức cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, không có hộ thiếu đói trong dịp Tết. Lần đầu tiên tổ chức thành công hội chợ hoa đào huyện Triệu Sơn Xuân Giáp Thìn được nhân dân đồng tình hưởng ứng, ghi nhận và đánh giá cao. Lần đầu tiên huyện tổ chức phối hợp với các đơn vị liên quan phục dựng thành công lễ hội truyền thống đền Nưa Am Tiên, lễ rước kiệu. Toàn huyện có thêm một xã nông thôn mới kiểu mẫu, một xã nông thôn mới nâng cao và đã được các sở ngành của tỉnh thẩm định và trình hội đồng tỉnh thẩm định để công nhận xã Minh Sơn, xã Xuân Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Toàn huyện đã thu hút 3 dự án đầu tư trực tiếp với tổng vốn đầu tư trên 219,2 tỷ đồng, tăng 2 dự án so với cùng kỳ năm 2023. Giải ngân vốn đầu tư công tỉnh giao cao hơn so với tỷ lệ giải ngân bình quân cả tỉnh. Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh xếp thứ tư toàn tỉnh, tăng 4 bậc. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên xếp thứ nhất toàn tỉnh. Việc thực hiện nghị quyết 12 của Ban chấp hành huyện ủy vận động nhân dân hiến đất, mở rộng đường giao thông tiếp tục được nhân dân các địa phương đồng tình hưởng ứng thực hiện. Đến hết quý 1 năm 2024, số hộ dân đã hiến đất là 15.514 hộ, tổng chiều dài tuyến đường được mở rộng là 462,446 m, tổng diện tích đất nhân dân đã hiến là 489,686 m². Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ thêm những kết quả đạt được trong quý 1 năm 2024, một số giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quý 2 và cả năm 2024 đã đề ra. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Văn Tuấn nhấn mạnh, trong nông nghiệp, quan tâm phát triển cây hoa đào trên địa bàn huyện theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm. Về xây dựng nông thôn mới, cần linh hoạt, trách nhiệm hơn trong cách triển khai thực hiện để đạt mục tiêu đề ra. Triển khai các giải pháp để tăng thu ngân sách trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn huyện, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về công tác sát nhập các xã theo kế hoạch, công tác chuyển đổi số trên địa bàn, quan tâm đến công tác chuẩn bị cho diễn tập phòng thủ huyện năm 2024, đảm bảo chu đáo, hiệu quả. Thank you.